Việt Hương và Hoàng Nam Bơ xin đón chào mọi người đang đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Và chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi, và Hoàng Nam Bơ cùng với Việt Hương sẽ tiếp tục với vai trò rất là quan trọng của mình, đó chính là ông Tơ và bà Nguyệt, để làm sao xe duyên cho những cặp đôi không biết là những tần số nào mạnh mẽ để bắt chung nhịp tim với nhau đây. Ý, cái gu thời trang của Hoàng á lạ lắm nha. Ở ngoài tại sao bèo mà ở đây còn có nhúng bèo nữa, đúng không? Trời ơi, giờ em mua chứ đâu? Ôi trời em hả? Vậy mới dính đi bèo. Chị yêu cầu vợ bớt mua lại, rối lắm. Không thôi thì hôm nay Việt Hương muốn là hai anh chàng tới đây thế chầu Hoàng rapper. Ủa vậy là bên đây nam chính hả? Nam chính, xin trân trọng kính mời hai chàng trai đẹp. Trời ơi, mới là dữ thiệt, nhảy lên luôn hiểu không? Tôi mới khen rồi nó da dấp liền hả? Em ở Gò Dấp phải không? Dạ đúng rồi, em ở Gò Dấp luôn. Ở Gò Dấp cho nên mới được dấp một cái. Dạ. Rồi tên gì đâu, rung quá muốn vợ ngay sao mà ra dấp liền vậy? Dạ em xin chào tất cả mọi người, em chào chị Việt Hương và anh Hoàng. Em tên là Khánh Quân, công việc hiện tại của em đang là diễn viên. Em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 24 tuổi à. Quân vốn vẫn nghĩ rằng cuộc đời là đoạn đường một chiều, lỡ đứt qua nhau chẳng hẹn ngày gặp lại. Bước qua một vài ngày tháng, trải nghiệm và phần nào chiêm nghiệm một vài thứ cảm xúc khó gọi tên, Quân đứng đây ngày hôm nay vẫn miệt mài tiến về phía trước. Chỉ là muốn kiếm tìm bàn tay để nắm và cùng đồng hành viết nên một phần thanh xuân này. Đẹp trai, chào giống đi. Quê đâu? Quê em ở Nha Trang. Ủa, xứ biển, đàn ông rắn rỏi. Em biết bơi Quân? Dạ em biết chứ. Đó, rồi. Em học bên trường nghệ thuật hay học ở đâu? Trước đây em học ở sân kịch Hồng Vân chị. Bên cạnh cũng đâu vừa gì. Dạ quá, đẹp trai luôn. Cũng đẹp luôn. Nhìn thư sinh dễ sợ. Rồi bây giờ tự giới thiệu về mình. Dạ xin tự giới thiệu, em là Lê Công Toàn, hiện tại em 24 tuổi và đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là hướng dẫn viên du lịch. Tay trái của em là chơi piano. Mình có đọc được đâu đó viết rằng hạnh phúc nhất trên đời này chỉ đơn giản là người bạn đời đang đợi bạn, người bạn quan tâm cũng quan tâm bạn, người bạn ngắm nhìn cũng dõi mắt kiếm tìm bạn, người bạn yêu cũng yêu bạn, người bạn hiểu càng hiểu bạn hơn. Cô bạn nào sẽ cùng mình vẽ nên từng đường nét hạnh phúc này đây? Kính thưa quý vị, đây là một địa danh rất đẹp. Tăng 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 tăng. Đúng rồi đó Hoàng. Chị nghĩ em đang nghĩ ra một cái idea cho bạn đó. Dạ. Có nghĩa là bây giờ rất nhiều hướng dẫn viên du lịch, em đem theo cái keyboard nhỏ thôi, giống như anh Hoàng làm lại 2, 3. Kính thưa quý vị, đây là chị Việt Hương. Tăng 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 tăng. Đó đấy chưa. Tăng 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 tăng. Hôm nay gia đình tôi quan trọng. Quân ơi. Dạ. Toàn ơi, để đó chị Vinh Hoàng lo. Lên chưa em? Xin mời. Đến với phần đầu tiên, đi tìm tần số. Chờ đón xem bốn người đẹp ngày hôm nay sẽ cố gắng thể hiện mình ra sao để chinh phục trái tim của hai chàng trai của chúng tôi. Và bây giờ sẽ là bóng dáng bí ẩn của bốn cô gái. Mời bạn ở vị trí số 1. Em tên là Đông Nghi, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em đang là mẫu ảnh và ca sĩ. Sở thích của em là thích ca hát, du lịch và chơi nhạc cụ. Em chơi nhạc cụ gì vậy? Em biết chơi guitar. Còn piano? Em cũng thích nhưng mà em vẫn chưa có cơ hội để thích. Không, em cứ đứng yên ở guitar đi. Sẽ có người đánh piano kế bên. Đúng. Chứ hai đứa đánh piano hết dành sao? Phối hòa với nhau đó, nè. Đó, vô, dạ, vô. Em xin phép hỏi là hồi nãy em có nghe một anh biết chơi piano đúng không ạ? Đúng rồi em ơi, anh chơi được guitar và trống luôn. Xin phép hỏi anh tên gì và bao nhiêu tuổi đúng không ạ? Anh là Toàn, hiện tại anh 24 tuổi. Piano em cũng thích, trống cũng thích, nhưng mà em vẫn chưa có cơ hội để tiếp xúc với hai bộ môn đó. Và em hy vọng là nếu như mình có duyên tần số với nhau, anh sẽ là người dạy và chỉ cho em hai bộ môn tiếp theo là piano và trống, được không ạ? Trời. Đó đương nhiên rồi em ơi, cứ về đó qua đó. Tận dụng chuyên môn quá. Số 2 đi. Và bây giờ sẽ là cô gái thứ hai, xin mời bạn. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Trang Anh. Nghề nghiệp hiện tại của em là ca sĩ. Sở thích của em là hát, nghe nhạc và nấu ăn. Trang Anh ơi. Dạ. Bạn bao nhiêu tuổi à? Dạ em 24 tuổi à. Số 3, chị mời em giới thiệu. Dạ em tên là Kim My, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Em cũng có đam mê nghệ thuật nên cũng hiện tại là diễn viên tự do luôn ạ. Em văn phòng về cái gì? Dạ telesale hả chị? Bán dạ. Qua điện thoại. Dạ biến thông. Dạ. Vậy là mấy cô này khéo nói lắm. Vậy về mặt hàng nào? Khách hàng họ đưa sản phẩm nào thì em sẽ gọi tư vấn giùm. Được luôn. Cảm rồi, ơn bạn. Rồi bạn số 4. Dạ xin chào tất cả mọi người, em tên là Mỹ Quyên, năm nay em 22 tuổi. Hiện tại thì em đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Sở thích của em là ăn ngon, mặc đẹp và đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới. Thí dụ bạn trai tương lai là hướng dẫn viên du lịch rồi đi khắp mọi nơi rồi gặp gỡ biết bao nhiêu cô gái đẹp á, có ghen không? Mình cùng sở thích với nhau à, em cũng thích đi du lịch. Thích chưa?
du lịch là đi bữa hai bữa thôi, còn chồng đi làm chẳng lẽ đi theo hoài. Quân, mình phải nói ra những gì mình có trên thế gian này để ta biết đường ta dựa vô bờ vai. Nói cho chị biết, làm diễn viên còn làm gì nữa không? Ngoài công việc diễn viên ra thì em còn làm barista, pha chế thức uống tại quán cà phê của ông anh của em. Làm cái ly cà phê có cái hình trái tim. Cappuccino. Cappuccino đồ gì ha. Được nha, chị quán cà phê lắm. Em ơi, tối mình đi đánh nhẹ nhẹ. Dạ không, hiện tại em cũng đang cộng tác với một band nhạc á, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, dạ, band nhạc tên gì? Dạ, Tia Chớp Bạc nè. Dạ, các bạn ơi, Tia Chớp Bạc, nếu các bạn thấy bữa nào đó có bạn Công Toàn và ông chừng nếu đem gả được thì bữa mà các bạn coi thì đánh trễ rồi các bạn nữ à. Đẹp trai, cười rất tươi, giỏi giang. Các bạn nữ ơi, ở ngoài đây tôi đang sở hữu gọi là cái gì? Cực phẩm. Nghe bốn bạn tâm sự, cảm giác ấn tượng với cái giọng nói nặng. Mời Quân. Cái lỗ tai của em mà nghe bạn nào, nữ nào mà nói giọng Bắc cái là em thấy ngất ngây à. Thì khoái lắm. Mình số 2 à? À, ấn tượng với cái giọng nói của bạn số 2. Toàn, em cảm thấy an toàn với số mấy? Dạ nãy đầu tiên nghe giới thiệu thì em ấn tượng với bạn nữ số 1, tại vì có nhiều cái sở thích giống em. Số 3, số 4 thôi. Người ta ấn tượng là cái giọng nói thôi, tại vì chưa có gặp nhiều, chưa có coi hình, chưa có gì hết cho nên đừng buồn. Bây giờ mời bốn cái ốp lưng điện thoại. Đây là bốn chiếc ốp lưng điện thoại của bốn người đẹp, rất nhiều màu sắc. Qua cái ốp lưng điện thoại số 3 ấn tượng với chị Việt Hương. Chị thích màu đỏ. Đúng rồi, cũng giống em. Quân ơi, em thích màu đỏ giống chị nè. Có dạ, nghĩa là bạn rồi. Số 3 đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì còn Toàn. Em nhìn thấy cái màu số 3 cũng đẹp bắt mắt, nhưng mà em vẫn thích số 1 hơn. Thôi em thích Doraemon nè. Thích Doraemon nè. Dễ thương ha. Doraemon. Em rất thích Doraemon, rất thích phim hoạt hình. Thì không biết là hai anh bên dưới có anh nào thích phim hoạt hình giống em không ạ? Anh cũng định hỏi em câu đó. Anh rất là thích phim hoạt hình. À, anh thích coi những bộ phim của Nhật Bản. Benesuka, má của Nobita. Nobita, Seiko, trai em. Hai chiếc ốp lưng còn lại ở vị trí thứ 2 và vị trí thứ 4 của Trang Anh và Mỹ Quyên thì khá là đơn giản. Trang Anh, sao mà đơn giản vậy? Em cũng có sở ốp lưng nhưng mà ốp lưng trong suốt à. Còn em thích màu gì? Em thích trắng đen. Trắng đen. Nói chung là những cái màu nào dễ thương em đều thích cả. Cái bàn tay của bạn số 4 á, bạn Quyên á, hình như là móng tay thiệt của bạn đó. Rất là đẹp, ăn ngon, mặc đẹp, ở không đi du lịch mới có cái móng này. Bây giờ coi màn hình khóa đi. Chính xác. Wow, nhiều màu sắc, chắc chắn là phải ẩn chứa những cái thông điệp khác nhau. Hai chàng trai chúng tôi thích nuôi thú cưng không ạ? À? Dạ thích ạ. Em đang nuôi một bé cún. Còn bạn Toàn? Dạ em hiện tại cũng thích nuôi chó luôn. Nhà em đang có hai con chó Nhật. Em cũng thích nhưng mà con mèo em đang để trên hình nền á là em thấy nó bị bỏ rơi, em đã lụm về và em đã coi nó như là một thành viên gia đình em. Ôi cưng quá. Hồi đó em không thích mèo đâu, nhưng mà sau khi em nuôi á, em tiếp xúc với nó nhiều thì em thấy là tập tính của mèo nó có những cái đáng yêu, rất đáng yêu luôn. Cô số 3 đeo cái sợi dây đẹp quá. Dạ, của bạn em đi Thái Lan qua về tặng em. Bạn bạn tặng em đúng không? Dạ. Bạn mà bằng tay của em luôn hả? Dạ đúng. Bạn số 2 ơi, cái hình đó là hình của em hả? Dạ, hình trên mạng. Gương mặt cô gái này hơi buồn, có thông điệp gì hay không? Ẩn chứa điều gì? Em thấy em cũng giống như cái hình ảnh này vậy, không may mắn trong cái chuyện tình cảm. Nên là thường là những cái cảm xúc gì đó em đều giấu. Vậy là bạn này sống nội tâm rồi. Hãy tiếp tục để khám phá thế giới bên trong bốn cái điện thoại của bốn người đẹp. Ở vị trí đầu tiên là bạn số 1, đó chính là Đông Nghi, xin mời. À, bên trong lại là chú Báo Hồng, một nhân vật hoạt hình rất là nổi tiếng. Nhi ơi, dạ. Cái cuộc đời của em chắc nó đẹp lắm hả? Cái điện thoại của em có màu hồng, nó tươi sáng mà nó đẹp vậy em. Nhìn ngọt ngào. Lúc nào cũng vui vẻ hoạt hình hết trơn Nghi. Lúc trước thì em làm cô gái giống như bạn số 2, em sống rất là nội tâm và rất là buồn trong những cái chuyện tình cảm. Nhưng mà sau này không có gần gũi với tất cả bạn trai luôn. Tại vì em bị tổn thương lần đó xong là em khép mình và em không mở lòng với bất kỳ ai nữa. Và em sẽ tìm những cái vui riêng của mình, như là nghe nhạc hay là đi chơi với những bạn bè em. Nhà em có mấy anh chị em? Nhà em có ba anh chị em. Rồi có em, có chị? À, em là chị cả, em còn hai đứa em nữa. Em nhỏ nhất nhiêu tuổi? Nhỏ nhất của em là em trai em, năm nay học lớp 8, 14 tuổi. 14 tuổi, gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Anh gái lúc nào có trang của bạn cũng màu hồng, màu xanh, những cái màu mà nó hạnh phúc à. Em ơi, cho chị xem hình ảnh gia đình đi. Em trai, anh trai gì không cho coi hết đi. Ây da, chó kìa. Chó kìa. Hình gia đình em, mẹ và bà ngoại. Đẹp quá. Đây là ba mẹ em. Ba nhìn còn phong độ lắm đúng không? Cho em hỏi gia đình của hai bạn nam á, là gia đình hai bạn mấy người vậy ạ? Và nếu có anh chị thì bạn là con thứ mấy trong gia đình đó ạ? Mời Toàn. Gia đình anh hiện tại có hai anh em thôi. Anh là em út. Để em hỏi anh Quân luôn được không ạ? Gia đình anh bao nhiêu người ạ? Gia đình anh bây giờ thì còn ba má con hay? Em là con đầu. À, dạ. Em là con trưởng, con dạ. Lớn. Cái gì trắng trắng mà bông 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 đẹp đó vậy em? Dạ, đây là trà sữa hình con chuột. Wow, nhìn dễ thương quá. Bây giờ hỏi của bạn số 2 đi. Cảm ơn bạn số 1. Ai dạ? Bạn này làm ngoài. Như nội tâm á. Hồi nãy cái bạn nữ xoay gương mặt buồn buồn, bây giờ xoay lại còn có cái lưng. Cái ý nghĩa của em khi mà chọn một bức ảnh này nghĩa là đối với em á thì trong công việc, cuộc sống, gia đình, chuyện tình cảm có những
những cái điều buồn gì đó thì em thường không cho bất cứ ai biết cả. Ba mẹ em có hạnh phúc không? Dạ không ạ. Không hạnh phúc cho nên em buồn. Dạ vâng. Rồi thêm công việc nữa, rồi tình cảm riêng của em nữa. Thành ra giờ em thành một cái cô gái quay lưng lại, sắc tính rất là xinh đẹp. Chị nghĩ em là một cái người nội tâm mà chỉ có mới 24 tuổi. Cho mình thêm cơ hội đi em. Thật ra thì em đã không gần ba mẹ được lâu rồi. Tại sao? Bởi vì ba mẹ em đã ly dị lúc em đang học lớp 11. Rồi bây giờ em ở với ba hay ở với mẹ? Dạ em sống một mình đã lâu rồi. Em không muốn là ai phải hỏi đến em là ba mẹ em như thế nào. Thực sự khi mà hỏi đến nó cảm xúc em rất là nhiều. Tại vì nhìn mọi người xung quanh ai cũng có ba mẹ cả, nhưng mà em thì không hề có. Chị chia sẻ với em, tất cả những cuộc hôn nhân nào mà gãy đổ thì cái người chịu hậu quả nhiều nhất là con cái. Có thể có những cái nó làm mình đau vô cùng, và cái đó gọi là kinh nghiệm cho cuộc sống. Sau này em sẽ vững hạnh phúc. Nếu ai lấy được em một cái may mắn lắm á, tại vì em sẽ giữ cái hạnh phúc thật chặt. Chị chúc em là vui hơn cái trang cuộc đời của mình. Tới ngày hôm nay là ngày tần số tình yêu, mình sẽ gặp được một cái trang mới trong cái chuyện tình cảm nha. Dạ. Yeah. Không có buồn nữa nha. Dạ yeah, em cảm ơn nha. Ạ.